quý vị, ngày 18 tháng 4, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC đã bỏ khuyến nghị không đi du lịch cấp độ 4 đối với khoảng 90 điểm đến quốc tế liên quan đến tình hình dịch COVID-19. Theo đó, một số điểm đến đã được CDC giảm xuống cấp độ 3 cao, gồm Việt Nam, Vương quốc Anh, Pháp, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia, Hy Lạp, Hồng Kông, Trung Quốc, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Nga, Thụy Sĩ, Áo, Bỉ, Bulgaria, CX, Trung Phi, Chile, CXJ, Jordan, Lebanon, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Somalia, Uruguay. Dù đã xuống mức 3, CDC Mỹ vẫn không khuyến khích người dân chưa tiêm phòng vaccine đi du lịch tới các quốc gia vùng lãnh thổ này. Đầu tháng 3, CDC Mỹ đã đưa Việt Nam vào cấp độ 4, mức cảnh báo rất cao, khuyến cáo người dân không đi du lịch. CDC Mỹ đưa một quốc gia vào cấp độ 4 nếu có hơn 500 ca nhiễm trên 100.000 người trong 28 ngày trước đó. Các hãng hàng không và các công ty du lịch Mỹ trong thời gian qua đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden gỡ bỏ quy định phải có xét nghiệm âm tính đối với hành khách quốc tế vào Mỹ trong bối cảnh nhiều nước khác đã thực hiện điều này. Các hãng hàng không và công ty du lịch Mỹ cũng cho rằng các cảnh báo đi lại và không cần thiết và điều này không khuyến khích các hoạt động đi lại của người dân.